Alo, quên nhầm. Tự nhiên đi alo ở cái mic này. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ giúp cho các bạn làm quen với phần mềm biên tập video, chỉnh sửa video Filmora 14. Như các bạn đã biết thì Filmora nó có đi từ bản 9, 10, 11, 12, 13 và bây giờ nó làm bản 14. Thì bản 14 này mới ra thôi, cho nên là trên kênh của mình có rất là ít video về Filmora 14. Thì trong cái series này nhá, mình sẽ làm tất cả các cái bài giảng về Filmora 14 để giúp cho các bạn có thể làm quen với phần mềm, giúp cho các bạn biết cách làm sao có thể biên tập được video, chỉnh sửa âm thanh, chỉnh màu, rồi là đăng video lên YouTube, xuất bản video các thứ. Thì mình quyết định là mình sẽ làm những cái video ngắn để hướng dẫn cho các bạn ấy. Tại vì như mấy lần trước thì mình làm một cái video dài tầm 60 phút thì nó lại không, tức là nó kiểu người xem ấy, người ta không có xem được theo dõi hết ấy. Mình để ý là rất là nhiều bạn xem xong rồi các bạn vẫn hỏi mình những cái tính năng ở trong phần mềm ấy. Thì mình sẽ làm một cái ngắn thôi. Ok, thì đây là một cái video đầu tiên nhé. Trong phần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn làm nào để tải, cài đặt liên quan đến thông tin mua phần mềm, giá cả các thứ, và làm quen với giao diện của trang bắt đầu và cái trang biên tập video ở bên trong. Chỉ thế thôi. Còn bài tiếp theo thì nó sẽ về các cái tính năng của phần mềm thì nó sẽ cụ thể hơn. Ok, bây giờ sẽ đi vào màn hình của mình nhé. Nhân tiện bạn nào mới đến kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình. Tên mình là Thuận nhé. Mình có kênh TikTok là Chú Thuận Đây này, kênh YouTube là E-Learning Supporter, và một kênh nước ngoài tên là Jackie Nguyễn, và một số cái kênh khác. Mình dạy về Filmora, tức là edit, chỉnh sửa video và các cái thủ thuật mẹo về YouTube để giúp các bạn có thể phát triển bền kênh YouTube bền vững. Nếu bạn nào quan tâm đến những cái chủ đề đấy thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình, nhớ bật chuông nhé. Ok, giờ đi vào phần mềm nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn chú ý nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải và cài đặt phần mềm ở trên máy tính của các bạn. Thì nếu như mà các bạn mà muốn tải trực tiếp từ trang web thì các bạn chú ý là Filmora nó có trang web chính thức là filmora.wondershare.com nhé. Các bạn vào cái web này để các bạn tải. Nếu bạn muốn tải bản mới nhất nhé, cho dù là bản 14 hay 15 hay là bản 16 gì cả, thì các bạn sẽ tải ở ngay ở trang chủ này luôn. Bạn ấn vào đây, Get Started for Free nhé. Bạn ấn vào đây để nó tải. Thì nó sẽ tải về cái máy tính của bạn là một cái file khoảng tầm 2 MB này. Sau bạn nhấy nút vào đây để các bạn cài. Thì các cái bước cài thì nó rất là đơn giản. Đó là cách thứ nhất để các bạn có thể tải được cái Filmora về máy tính và cài. Cách thứ hai thì các bạn có thể xem thông tin ở dưới mô tả ấy. Mình có đặt cái link tải để các bạn đi đến cái trang chủ này để các bạn tải nhé. Ở đây. Thế còn nếu mà bạn nào muốn tải bản gọi là bản thấp hơn ấy, bản 13, 12, 11 ấy, thì vẫn ở cái trang này nhé. Các bạn sẽ có cái phần này gọi là nút support này. Các bạn ấn vào nút support. Sau các bạn tìm ở cái phần dưới này, nó là file download nhé. Download and install, bạn ấn vào file download. Sau bạn chọn tiếp là Filmora. Các bạn chọn tiếp là cái hệ điều hành nhé, system. Filmora thì nó sẽ có hệ điều hành là Windows hoặc là Mac, hoặc là bạn có thể dùng iPhone, iPad, các bạn đều dùng được nhé. Nhưng mỗi một cái hệ điều hành hoặc là mỗi một cái thiết bị thì nó sẽ có cái bản quyền khác nhau. Và Filmora thì nó có cái bản quyền cho tất cả các cái thiết bị, nhưng mà mình phải có thẻ Visa, thẻ thanh toán quốc tế để có thể thanh toán. Ví dụ mình ở đây mình sẽ chọn là Windows chẳng hạn. Sau đó ở bên này mình sẽ chọn cái phiên bản mà mình muốn tải. Ở đây nó sẽ up lên phiên bản 14.0.7 này. Và bản thấp nhất của nó là bản ở phiên bản 10 nhé, 10.1.2. Thế còn nếu mà bạn nào mà muốn tải bản 9 chẳng hạn thì các bạn sẽ phải liên hệ với phần hỗ trợ support của Filmora thì ngay chỗ này nhé. Các bạn ấn vào đây, sau các bạn nói chuyện với nó thì bạn sẽ được support. Đó là thứ nhất về phần tải và cài đặt phần mềm thì nó rất là dễ thôi. Còn nếu mà bạn nào mà thắc mắc mà không biết cài, không biết tải các thứ ấy, thì có thể xem Zalo mình đặt dưới phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại phần thứ hai, đó là phần giá cả của Filmora. Thì khi mà các bạn ấn vào chữ Buy Now này, ví dụ bạn ở Việt Nam thì giá nó lại khác nhé, ở Nhật thì giá nó lại khác, ở Mỹ thì giá nó lại khác. Mình chả hiểu tại sao cái ông Wondershare này thì ông ấy làm mấy cái chiến lược giá nó hơi lằng nhằng như này. Nhưng mà hiện tại thì có 3 gói, một gói là cơ bản, một gói là nâng cao và một gói là trọn đời. Thì ở cái này thì bạn có thể mua trực tiếp ở đây. Nhưng mà bạn nhớ là bỏ cái phần là 7 ngày trải nghiệm Filmora Creative Access đi nhé. Bởi vì cái asset này nó sẽ là 10 đô một tháng. Bây giờ hiện tại nó đang giảm giá là 10 đô một tháng thì một năm bạn cũng mất hơn 100 đô. Đấy. Nhớ là nếu mà bạn mua trực tiếp ở đây khi bạn có thẻ Visa thì bạn bỏ nó đi nhé. Bỏ cái Creative Access này đi.
Còn bạn nào mà nhờ mình mua thì có vẻ liên hệ với mình. Thông tin các thứ thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả để có thể mua được cái bản rẻ nhất. Ở đây bản chọn đời thì mình nghĩ là nó là rẻ nhất rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà hoạt động đa nền tảng, tức là hoạt động cả trên điện thoại, cả trên máy tính, cả trên iPad, cả trên MacBook các kiểu ấy, thì bạn mua cái gói này, tức là gói đa nền tảng. Nhưng mà thực sự là mình mua cái gói này xong rồi mình dùng mỗi trên máy tính thôi. Tại vì đã dùng quen ở trên máy tính rồi thì chẳng muốn dùng trên điện thoại nữa. Mà mình có máy tính Windows thì toàn là Windows thôi, chứ chẳng có Mac, có kiểu iPad gì cả. Thế đâm ra là các bạn cân nhắc nhé. Ok, đó là phần giá cả. Thì mình sẽ bỏ qua phần này, đi đến phần tiếp theo, phần làm quen với giao diện. Giao diện của trang bắt đầu. Ok, đây là cái trang bắt đầu của Filmora 14. Thì các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng tương tự như cái các phiên bản trước thôi. Từ bản 12, 13 thì nó đều giống như thế này. Tuy nhiên là ở bản 14 này thì cái trang bắt đầu này nó hơi rối hơn một tí. Nó rối hơn một tí bởi vì nó thêm các cái công cụ AI các thứ ở đây nhé. Mình sẽ cho to cái cửa sổ lên cho các bạn dễ nhìn. Mình sẽ giải thích cái trang bắt đầu này để các bạn có thể dễ làm quen hơn nhé. Thứ nhất là bên trái thì các bạn sẽ có logo phần mềm, một nút, 4 nút chức năng nhé, nút Create Project. Khi bạn ấn nút ở bên trái này thì nó sẽ sổ ra tất cả các cái menu ở bên phải. Thứ hai là nút Filmora Cloud. Khi mà bạn mua bản quyền hoặc là bạn dùng phần mềm thì nó sẽ cho bạn một cái, tức là một cái server miễn phí. Server này miễn phí là 1GB thì các bạn có thể tải dự án, rồi là tải video, rồi tải bất kỳ cái gì lên. Nó gọi là Filmora Cloud. Ở dưới này là Creator Hub, tức là những cái người mà hướng dẫn sử dụng về Filmora. Tất nhiên là tiếng Anh nhé, còn tiếng Việt thì nó chắc nó không đưa vào đây đâu. Mình cũng có tên ở trong này nhé. Tên mình là Jackie Nguyễn, thì tại vì là mình cũng là đối tác của Filmora ấy. Đấy, thì có tên ở trong này, các bạn có thể tìm video hướng dẫn của Jackie Nguyễn là ở trong này là có nhé. Cuối cùng là cái Toolbox. Thì bây giờ cái bản Toolbox này nó sẽ đưa tất cả các cái công cụ rồi là các cái gọi tính năng của Filmora liên quan đến AI vào đây. Nó gọi là On AI Toolbox ở chỗ này, hoặc là New Feature là những cái tính năng mới ở trong Filmora thì nó sẽ cập nhật vào chỗ này. Bên dưới này là thông tin tài khoản của bạn. Ở đây hiện tại cái bản này thì là mình đang dùng một cái bản gọi là bản chọn đời cho Filmora. Bản quyền 1 năm cho Filmora. Một cái Gmail của mình nhé. Còn mình có hai cái bản quyền khác, nhưng mà nó không phải là bản 1 năm, bản đa nền tảng với lại bản chọn đời. Dưới này là thông tin về bản quyền. Thế bạn muốn là tạo một cái dự án thì bạn quay trở lại nút này nhé, Create Project. Và ở trên góc phải bên này thì bạn sẽ có mấy cái thông tin liên quan đến hỗ trợ này, rồi là tải này, các thứ này. Xong rồi cái task list. Task list này là cái mới ở trong Filmora 14. Tức là bạn làm được cái gì bằng AI thì nó sẽ ở trong cái task list này. Nó sẽ báo ở đây nhé. Cái nào fail, cái nào thành công thì nó ở chỗ này. Đó, còn cái này thì các bạn không cần quan tâm. Ok, đầu tiên thì các bạn muốn bắt đầu thì các bạn sẽ ấn vào nút Create Project nhé. Tức là bắt đầu tạo dự án. Trong phần tạo dự án này thì đầu tiên là các bạn sẽ có cái tỷ lệ khung hình, gọi là aspect ratio để các bạn chọn. Thông thường video ngang, video ngang up lên YouTube hoặc là TikTok các thứ ấy, thì các bạn chọn là tỷ lệ 16:9. Thế còn bạn nào mà làm video dọc thì các bạn chọn tỷ lệ 9:16. Nó đưa vào đây để cho nó dễ thao tác, dễ ấn thôi. Nhưng đầu tiên là mình chọn tỷ lệ khung hình để phù hợp với nền tảng mà mình sẽ đăng lên. Ngoài ra thì ở chỗ này bạn có thể chọn thêm các cái tỷ lệ khung hình khác. Ví dụ như 1:1 là vuông cho Instagram, hoặc là 21:9 là tỷ lệ cinematic cho các cái video mà bạn kiểu chiếu rạp. Yeah. Sau đó là các bạn sẽ chọn tỷ lệ khung hình, sau bạn chọn vào nút này New Project để bạn bắt đầu một cái dự án mới với Filmora. Thế thì ngoài ra thì ở bên này, tức là bên dưới này, nó sẽ trình chiếu tất cả các cái tính năng mà đội ngũ phát triển của Wondershare nó cho là hay. Nhưng mà mình thì thấy nó cũng không phải là hay lắm, tại vì cứ đưa mấy cái AI ấy ước này vào đây. Và trong khi mình dùng AI ấy thì mình sẽ phải mất cái credit, tức là mất cái token AI ấy. Mà cái đó nó rất là tốn tiền các bạn nhé. Các bạn nếu mà muốn chỉ chỉnh sửa edit video thôi thì các bạn chỉ dùng các cái tính năng cơ bản và nâng cao của Filmora thôi là đủ. Còn các bạn không nên mà sa đà vào cái việc là cứ AI. Bởi vì thứ nhất là AI nó tạo ra kết quả chưa, mình không phải là mình kiểm soát được cái kết quả là một. Và thứ hai nữa là nó sẽ tốn rất là nhiều token. Bạn sẽ tốn token và bạn phải mua mất rất là nhiều tiền. Mà có khi bạn đầu tư một đống tiền ra rồi các bạn phát triển nó cũng không có hợp lý. Phát triển kênh nó cũng chưa kiếm được tiền thì cái đấy rất là phiền nhé. Thì tất cả các tính năng thì nó sẽ để ở đây. Nâng cao hay là
cơ bản thì nó ở chỗ này, ở dưới này nhé. Bên này thì có mấy cái quảng cáo, cái này mình hơi ghét một tí, tại vì trong phần mềm thì cứ quảng cáo mình không thích. Ở dưới này thì các bạn sẽ có là các cái dự án bạn đã làm. Local project là những cái dự án mình edit. Thế còn instant mode project nó là một cái tính năng tạo dự án, tức là tạo video từ mẫu của Filmora, thì nó sẽ lưu ở chỗ này. Đây là cái trang bắt đầu thì nó chỉ có như này thôi. Bây giờ bạn có thể đi vào bên trong, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái giao diện mà edit video như thế nào và sẽ kết thúc cái video đầu tiên về Filmora 14 để cho các bạn đỡ buồn ngủ nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mở một cái video của mình chẳng hạn. Đây, mở đại một cái video, một cái dự án của mình ấy. Thì mình chỉ cho các bạn cho nó dễ, chứ còn mình mở một cái dự án trắng thì nói các bạn lại khó tưởng tượng. Filmora 14 chê nhiều hơn khen. Thực ra mình hay chê, tại vì nó cứ ra cái bản mới rồi mấy cái ông phát triển, ông cứ thêm cái nọ thêm cái kia vào, tưởng là hay nhưng mà kiểu không hay lắm. Thật ra mình hay chê, nhưng mà chê thì chê thế thôi, chứ mình vẫn dùng cái phần mềm này bao nhiêu lâu rồi. Đây chắc là mình xóa file gốc rồi thì nó sẽ nhắm mất file gốc thôi, kệ không sao. Ok, đây là cái giao diện edit video, chỉnh sửa video ở Filmora 14. Mà mình nhận thấy là hầu hết tất cả các cái phần mềm biên tập và chỉnh sửa video bây giờ ấy, nó đều có cái giao diện tương tự, nó na ná như này. Đầu tiên là các bạn sẽ có cái cửa sổ review, tức là cái cửa sổ xem trước ở bên tay phải này. Và cái timeline ở bên dưới cùng. Timeline là cái chỗ mà các bạn sẽ xây dựng cái câu chuyện của các bạn nhé. Timeline nó sẽ bắt đầu từ 0 cho đến vô cùng, cho đến kết thúc video. Và nó sẽ chia ra làm nhiều lớp, 1, 2, 3, 4 này. Thì cái timeline này nó sẽ có hai vùng. Ở bên trên là cái phần video, nếu bạn muốn thêm video, hình ảnh các thứ thì bạn sẽ đặt ở bên trên. Nó phân biệt vào từ chỗ này trở lên này. Đấy, từ video 1 trở lên. Thế còn ở bên dưới này thì nó sẽ là có các cái biểu tượng là audio, tức là tiếng, âm thanh, sound effect các thứ. Thì nó gọi là timeline, và bạn chọn vào bất kỳ cái gì ở trên timeline thì nó sẽ có các cái nút chức năng ở đây. Và bạn có thể co kéo cái timeline này bằng cái nút này nhé. Zoom bé, zoom to này. View mọi thứ trên timeline này, trượt lên, trượt xuống này. Đó. Trượt ngang, trượt dọc này, có thể lăn chuột để thu bé này, lăn chuột để mở rộng timeline. Thì ở bên dưới này là timeline, bên này là phần xem trước, và bên trái này là tất cả những cái mà thông tin quan trọng của Filmora nhé. Và bạn có thể kích đúp vào cái, ví dụ mình kích đúp vào cái chữ để mở ra cái thuộc tính của cái chữ ở bên trái này. Nhưng mà có một số bạn thì thắc mắc là nó có thể ở bên trái hoặc bên phải. Nó tùy vào cái giao diện của bạn sử dụng nhé. Ở đây mình đang sử dụng cái giao diện cổ điển, gọi là Classic Layout. Bạn muốn đổi thì bạn ấn vào đây. Khi bạn cài lên thì nó sẽ có cái giao diện mặc định là default như này. Nhưng mà default thì cái phần tất cả mọi thứ thông tin quan trọng các thứ nó sẽ hiện bên phải. Còn cái cửa sổ preview nó ở giữa. Còn lại thì cái timeline ở dưới này thì nó vẫn thế. Timeline ở bên dưới và tất cả các cái folder quan trọng thì ở bên trái này. Trong đó có media là chỗ mà để mình đưa video, đưa nhạc, đưa ảnh các kiểu vào. Stock media để mình tải các cái video trên mạng, rồi là video ở trong kho của phần mềm. Audio gồm có âm thanh, nhạc nền và sound effect các thứ thì ở trong có sẵn của Filmora. Title là các cái phần như phụ đề, chữ, rồi là tiêu đề video thì mình sẽ thêm vào phần title. Transition là chuyển cảnh thì mình sẽ chọn ở đây. Effect là cho video, rồi cho tức là hiệu ứng cho video, cho ảnh các thứ, mình sẽ xem ở chỗ này phần effect. Kể cả có hiệu ứng cho audio ở đây luôn nhé. Filter là những cái mà các bạn có thể áp vào để các bạn chuyển đổi màu sắc của video các thứ. Thì ở phần này, sticker là những cái các bạn có thể chèn lên video. Ví dụ như là biểu tượng con mèo, biểu tượng linh tinh các thứ ấy. Nó gọi là overlay thì các bạn sẽ tìm ở chỗ này. Nếu bạn muốn dùng template, tức là bạn muốn dùng mẫu thì các bạn dùng ở chỗ này. Đây là cái giao diện nhé, giao diện của Filmora. Thứ hai thì nó cũng rất là dễ dùng thôi. Bạn có kéo, bạn thả xuống timeline, bạn hiện ở trên đây. Và cuối cùng là bạn nhấn vào nút này để export, để xuất bản nó ra. Thế còn ở trên này thì nó sẽ có rất là nhiều thứ liên quan đến, ví dụ như là tùy chỉnh về gọi là chất lượng preview này, 1/2 hay là full để cho nó đỡ lag ấy. Đấy, từ từ mình sẽ quay trở lại cái giao diện classic. Thì mình khi mà mình preview cái này mà mình cảm thấy nó lag thì mình có thể giảm cái chất lượng preview xuống, hoặc là mình có thể ấn nút này để mình render cái timeline. Tức là mình sẽ làm cho cái timeline này nó từ màu đỏ này nó biến sang màu xanh để mình xem nó mượt mà hơn. Còn một cái nữa là liên quan đến thông tin dự án. Nếu như mà bạn muốn bắt đầu một dự án thì bạn sẽ ấn vào đây, file này, chọn project setting này. Thông số dự án này thì các bạn sẽ phải cài đặt nhé. Đầu tiên bạn mới chỉ chọn là tỷ lệ khung hình thôi, aspect ratio thôi. Còn những cái tỷ lệ như là còn những cái thứ như là kích thước này, resolution này, frame rate này, số khung hình trên giây này,
chế độ màu này các thứ này thì bạn sẽ chọn ở trong phần này, phần thông số dự án. Ở phần tiếp theo, video tiếp theo mình sẽ nói về những cái cài đặt, về thông số dự án, về backup dự án các thứ như thế nào để cho các bạn có thể làm quen với phần mềm. Còn video này thì nó sẽ có hai phần như này thôi. Mình hy vọng là nó hữu ích với các bạn và bạn có thể làm quen với Filmora và bạn có thể tải và trải nghiệm nó ngay bây giờ. Bởi vì là bạn cài các thứ lên máy tính của các bạn ấy thì nó hoàn toàn miễn phí nhé, không mất tiền nhé. Chỉ có mà khi mà bạn xuất dự án của bạn ra ấy, thì nó sẽ có cái logo nếu như mà bạn không có tài khoản. Còn nếu như mà bạn nó sẽ có logo nếu như mà bạn không có bản quyền. Thế còn bạn có bản miễn phí thì bạn vẫn có thể xuất được video của bạn làm ra, nhưng nó sẽ có cái logo rất là to ở đây. Ok, video cũng tương đối dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.